sát về những tâm đồ ở trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp thì người ta sẽ thấy có những thay đổi như sau. Thì vùng nhồi máu cơ tim nó sẽ làm tổn thương ở vị trí thượng mạc, thì đi từ trong ra ngoài nó sẽ gồm có là vùng hoại tử, vùng tổn thương và vùng phía ngoài là vùng thiếu máu. Ở vùng hoại tử nó sẽ biểu hiện là bằng súng quy, đây gọi là súng quy hoại tử. Còn ở vùng tổn thương thì nó sẽ biểu hiện là bằng đoạn ST chênh lên. Còn đối với lại vùng thiếu máu thì nó sẽ biểu hiện là sóng T âm. Thì đây